Để hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027 tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội nghị đặt trọng tâm báo cáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh thành, thảo luận đề án tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nhị vị Hòa thượng Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có Chư Tôn Đức Phó Chủ tịch Ban Thư ký Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự cùng đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ. Phát biểu mở đầu hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự điểm qua một số nội dung quan trọng của hội nghị, đồng thời cho biết sau khi cơn đại dịch COVID-19 được kiểm soát, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, Trung ương Giáo hội, các ban diện Trung ương và ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành đã bắt tay ngay vào công việc quan trọng của mình trong những tháng đầu năm, tổ chức thành công Đại hội đại biểu các tỉnh thành. Đến nay đã có 38 trên 63 tỉnh thành trên cả nước, còn lại các đơn vị sẽ cố gắng thực hiện cho đến kết thúc quý 3 năm 2022 để hoàn thành công tác tổ chức Đại hội đại biểu các tỉnh thành. Thực hiện thông tư của Trung ương Giáo hội về công tác tổ chức đại lễ Phật đản và khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2566, một mùa Phật đản long trọng tưng bừng và hoan hỷ sau 2 năm tổ chức âm thầm và cầu nguyện, khóa lễ an cư kiết hạ cũng được tổ chức trang nghiêm, trọng thể và đông đúc, không còn lo sợ về vấn đề COVID-19 cũng như giãn cách xã hội. Hòa thượng hy vọng tại hội nghị này, Chư Tôn Đức thường trực ban trị sự sẽ có những ý kiến đóng góp thiết thực để giúp cho ban tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 được diễn ra thành công tốt đẹp. Tiếp theo, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2022. Ban Thư ký Hội đồng trị sự trình bày đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9. Theo đó, đại hội kỳ này sẽ mang chủ đề kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển, dự kiến tổ chức trong 3 ngày 27, 28 và 29 tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội. Phiên trù bị và chính thức sẽ diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, quận Hoàng Kiếm. Đại hội dự kiến đón tiếp 1.091 đại biểu chính thức, trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban nhân sự đại hội Hòa thượng Thích Thiện Nhân đảm nhiệm, trưởng ban tổ chức Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đảm nhiệm, trưởng ban khen thưởng Hòa thượng Thích Thiện Pháp đảm nhiệm, trưởng ban nội dung Thượng tọa Thích Đức Thiện, trưởng ban thông tin truyền thông báo chí Hòa thượng Thích Giác Quang, trưởng ban tuyên truyền Hoằng Pháp Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, trưởng ban văn nghệ triển lãm Thượng tọa Thích Thọ Lạc, trưởng ban an ninh Hòa thượng Thích Thanh Điện, trưởng ban điều phối đại biểu phía Nam Hòa thượng Thích Huệ Thông, trưởng ban tài chính Thượng tọa Thích Thanh Phong, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Tăng sự Trung ương trình đề án suy cử nhân sự do Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 9 2022-2027. Sau khi thông qua báo cáo kế hoạch Phật sự và đề án tổ chức đại hội, Hòa thượng Chủ tịch điều hành hội nghị lấy ý kiến đóng góp từ Chư Tôn Đức để giúp hoàn thiện các nội dung mà Ban Thư ký đã trình bày. Dịp này, bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã phát biểu tại hội nghị. Bà cho biết Đảng, Nhà nước và Chính phủ đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 qua các thành tựu Phật sự đã đạt được, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội hơn 600 tỷ đồng. Đồng thời, bà Phó trưởng Ban Tôn giáo cũng nêu lại một số điểm trong luật tôn giáo được nhà nước ban hành nhằm hướng dẫn cũng như giúp cho giáo hội giải quyết các vướng mắc trong công tác tổ chức Đại hội Phật giáo các tỉnh thành và quản lý tăng ni tự viện. Cùng đó, bà cũng góp ý một số chương trình về ngoại giao liên quan đến Phật giáo Việt Nam và Phật giáo các nước trong khu vực. Đúng 11 giờ, hội nghị tạm kết thúc phiên làm việc buổi sáng. Đầu giờ chiều, hội nghị tiếp tục làm việc với các nội dung chính như các ban đại hội chính trình dự kiến kế hoạch thực hiện thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm, báo cáo tài chính thu chi, phát biểu của ban kiểm soát thông qua nghị quyết hội nghị và cuối cùng là Hòa thượng Chủ tịch sẽ đúc kết hội nghị.